Hello, Đình Thách xin chào. Đình Thách đã quay trở lại rồi. Bây giờ mình sẽ nối tiếp clip thứ hai. Có nghĩa rằng là số 80 nối tiếp đó anh em. Mình đã quay tới số 33 rồi. Bây giờ mình muốn dừng lại để mình quay lại. Để cái thực vì cái thời lượng của nó dài quá. Rồi Đình Thách sẽ gửi đến anh em số 34 ha. Một cái combo kìm. Cảm ơn anh em trong những cái clip vừa qua mà anh em đã ủng hộ rồi ha. Đây cái combo kìm này anh em ha. Một cái kìm cắt điện nè. Thương hiệu Daiso nè. Còn con này là con Tremac này, còn con này là gì kinh mắc kinh gì đây Tremac đó. À, size này là size 16 năm hết anh em ạ. Đình Thái sẽ test cái con kìm điện này trước này. Con này đang còn rất bóng bẩy nè, rất đẹp mà đang còn cắt rất mướt này, rất ngọt nha anh em nhé. Răng miệng của nó nè, cắt rất ngon nha. Con này là gì Tremac gì đây King. Anh em coi. Đó. Anh coi thử được không? Rồi con thứ hai nè. Con thứ hai là một con kìm cắt điện nè. Anh coi ha, thương hiệu Daiso nè. Đó. Anh em coi cắt từ ngoài nè. Tách nè, cắt ở giữa nè. Rồi cắt trong nè. Hai con ha. Rồi tới con thứ ba nè, là con kìm nhọn nè, răng của nó nè. Anh em coi được không? Ba con 200 nha anh em nhé. Nó cũng tách nè, ngọt nha. Dây đồng. Rồi ba con combo này anh em ha, mong anh em ủng hộ nè. 200, ba con 200. Rồi tới con là số 34 rồi nhé anh em nhé. 34 bỏ qua nha. 34 rồi tới số 35 nè. 35 là một con Mary nè anh em. Một con Mary nè. Có dấu rít nè. Size nó là size 201 nè anh em ha. Nhìn nó hơi cũ một tí, hơi cũ kỹ một tí nè. Nhưng mà cái miệng cắt nó đang kín lắm anh em ha. À, size nó là size 201 nha anh em nha. Răng miệng của nó nè, anh em coi thử dùm 140 nha anh em. Con này 140.000. À, size 201 nha anh em nha. Đình Thái sẽ test đồng cho anh em coi nè. Cắt ở ngoài nha. Rất ngọt nha anh em ha. À, anh em coi ha. Rồi cắt ở trong nè. Rất ngọt nha anh em ha. Thương hiệu Mary nha, 140 nha anh em nha. Size 201. 210 mm. Đó, thương hiệu Mary có dấu vít nè. Được không? 140 nha anh em nha. Rồi, số 35 đã qua. Rồi tới 36 này, 36 là một con Fuya nha. Một con kìm nguội thương hiệu Fuya. Anh em coi ha. Một con kìm nguội thương hiệu Fuya. Đó, một con kìm nguội nè. Anh em thấy không? Một con kìm nguội chính tống luôn nha. Đó, trong này nó không có đóng chữ, trong này nó đóng chữ V không ạ anh em ơi. Đó, con kìm nguội nha, thương hiệu Fuya, đóng trên cán này ha. Đó, anh em coi mình test nè, kìm nguội nha anh em nhé. Rất ngọt anh em ha. Một nè, hai nè, ba nè. Đó, răng miệng nó nè. Cái con này mình quên rồi, mình làm mình chà sạch ở ngoài đây, còn ở trong này mình chưa chà, nhìn nó đang tối hắt nè. Đó, răng đang bén ghê không? Rồi gửi đấy anh em ha. Con size này là size 210 nhé anh em nhé. 210 nhé, 210 mm này, thương hiệu Fuya nè. Dấu vít nè. Có chữ nè, có cái chữ A, có cái mũi tên nữa nè. Đẹp không? Rồi 170 nha anh em nhé. Con số 36, con kìm nguội nha. Rồi số 36 đã qua, tới số 37. 37 là một cái cặp kìm phe. Cặp kìm phe một con ngắn một con dài, một con này là con phe ngoài này. Một con phe ngoài nó hơi dùng cho những cái phe nhỏ anh em ạ. Thấy đầu nó vuốt nhọn lắm. Đó, anh em coi ha. Size này là size nhỏ. Size này là size ngắn anh em ơi. Để mình đo cái con ngắn này thử coi nó dài được bao nhiêu. Nó dài được có 15 phân thôi anh em ạ. Con này 15 phân này. Con phe ngoài này 15 phân này. Còn con phe trong này đó, nó cũng là rookie hết anh em à. Một con phe trong thì nó lại dài 20 luôn anh em. Đó. Con này dài 20 nè. Con phe trong nè. Đầu đang còn zin của nó nè. Đó. Con này là cỡ gấp những cái phe to đó anh em ạ. Lỗ bự nó vừa được. Đó. Gửi anh em ha. Rồi cặp này nha. 150 luôn anh em nha. Ok anh em. Cặp phe 150 nha anh em nha. Rồi tới số 38.
38 là một con kìm, một cái kéo cắt cành cây nè. Mình vội làm quá, mình chưa có trồng cho nó được cái một cái miếng gang cò để mình đắp nó vô đây, mình trồng nó vô đây, mình khò nó lại là nó sẽ bị kín được cái chỗ phần nước này, nhìn nó mất đẹp đi. Để anh em coi nha. Đó, anh em coi lưỡi của nó này. Được không? Lưỡi của nó này. Rẻ hơn đồ kìm Trung Quốc nhé, tại vì nó kéo của Trung Quốc, tại vì kéo Trung Quốc thì người ta bán cũng 190-200 ngàn cây rồi. Đó, anh em coi nha. Đây là kéo Nhật. Đó. Mình thấy sẽ tách kéo cho anh em coi nè. Làm xong rồi lúc đó mình mới bỏ cái gang vô ha. Gang vô mình khò nhiệt lại thì nó sẽ kín mình nó đẹp. Anh em coi là mình tách kìa kéo rồi nè. Rất là ngọt anh em nha. Ngọt lắm nè. Bén nha. Rồi con này 170 nha anh em nha. Con này 170 ngàn. Là sẽ có một cái kéo của Nhật nha. Khóa của nó là khóa của nó là khóa sắt luôn anh em ha. Mình chưa có kịp làm nên là nhìn nó hơi xấu một tí, làm xong nó đẹp lắm nha. Rồi gửi đến anh em ha, con này nha. Con số 38 này 170 nha anh em nha. Rồi tới số 39. 39 là một con kìm mà có nhiều anh đang còn cần những cái con kìm mà cộng lực mà để cắt kẽm rào cho gia đình, nhưng mà thích là những dòng mới. Con này cũng là đẹp nè, con này 170 luôn nha em ha, có thương hiệu top da băng nha. Đó, kín nha. Điện Thái sẽ kiếm cái khúc kẽm để tách cho anh em coi. À chà, rồi không có kẽm nhỏ, lấy kẽm to đi. Rồi kẽm này kẽm 3 ly đi. Đó, kẽm rào đi nè anh em coi nè. Đó, thương hiệu top nha anh em nha, thương hiệu top nha, cán răng đẹp nè, da băng nè trong này nha. Đó, anh em coi nha, số 39 170 ngàn nha. Còn đây là không phải nó xét đâu nha, đây là cái nước xương đen của nó đó nha. Đó, mình thấy test cho anh coi ha, rất ngọt anh em ạ, rất ngọt, bấm vô rất là êm êm tay anh em ạ. Càng ra ngoài thì càng dễ đứt nè. Đó, anh em thấy không? Rồi con top này 170 nha anh em nha, top xe băng. Đó, anh em coi ha, được không? Hàng đang khá mới nha. Rồi số 39 170 ngàn. Rồi tới số 40. 40 là một con kìm MCC anh em, da băng luôn. À, một con kéo, kéo này là kéo không biết để cắt cái gì, mà mình nghĩ là cũng là cắt tôn đi. Mà họ làm sao cho nó ngắn lắm, cái lưỡi nó ngắn để nó cắt cái gì đó anh em coi. Mình thấy sẽ cắt cho anh em coi nha. Rất ngọt anh em ạ. Em coi nha. À, kéo của Nhật đây nha. MCC nha anh em. MCC da băng. Rồi con này 130 nha anh em nha. Con này 130. Gửi đây anh em nha. Rồi. Con số 40 130 ngàn. Rồi con số 41. 41 là một cái kéo hồ lô ha. Cái hồ lô nó có cái thương hiệu chữ A này, nó giống như thế là cũng của Phui Già sao anh em ạ, không biết có chính xác không nha, nó có chữ A này anh em ha. Đó. Mình thấy sẽ test kéo cho anh em coi nha. Cái kéo bếp nha, số 41 nha, 100 nha anh em coi nha. Anh em coi nha, bé nha, làm trong bếp nha. Rồi con số 41 là nhầm trăm nha anh em nha. Rồi tới số 42, mình thấy gửi anh em tới số 42 này. 42 là một cái combo nha, một combo lưỡi lưỡi cưa, một cái lưỡi cưa kiếm á, cho những anh mà đã mua lưỡi cưa kiếm rồi mà đang thích sưu tầm những dòng cưa của Nhật ha, lưỡi của Nhật ha, Meta da băng này. Những lưỡi cưa này là lưỡi cưa chưa dùng tới nha, lưỡi cưa new anh em ha. Đó, 5 lưỡi nha anh em này, 2 lưỡi này, 4, 5 nè, ngắn có dài có ha. Để mình đo cho anh em coi luôn ha, dòng này là dòng hai cái lưỡi ngắn nè, hai lưỡi ngắn là made in da băng nè, rồi một cái lưỡi đỏ này nữa này. Hàng này là hàng new nha anh em ha, hàng này chưa dùng tới đâu,
Hàng này chưa có dấu dùng, nếu mà dấu dùng là nó sẽ bay rồi, nó sẽ chóc xương rồi anh em. Thương hiệu này thương hiệu King gì đây. Còn có hai cái này thì là thương hiệu gì đây anh em nè. Đó, anh em coi. Đây là hàng hàng mới hết nha anh em ha. Hàng chưa sử dụng đâu. 5 con 300 nha anh em nha. Mình đo chiều dài, mình đo chiều dài cho anh em coi nè. Hai con ngắn này là nó là 15 phân nha anh em. Hai con ngắn nè, mình tra vô nè. Nó cắt khoảng cỡ 12 phân đi. Đó, 12 phân. Cái lưỡi sử dụng là 12 phân, còn con kế tiếp nè. Con kế tiếp là 17 phân nè, 15 17 phân nè. Còn hai con trắng dài nè. Con hai trắng dài. Thì mình đang thì mình cứ đo tổng tổng chiều dài của nó luôn đi. Là 22 phân nè. 22 phân nè, 20 phân nè. 15 phân. Đó, tổng cộng là 5 con nha. Tổng cộng là 5 con. Đó, anh em đã dùng lưỡi cưa kiếm rồi thì biết cái giá cái tiền của lưỡi cưa kiếm như thế nào. Rồi thì ủng hộ mình nha, số 42, 5 lưỡi 300 nha. 5 lưỡi 300. Số 42 đã qua nha, tới số 43. 43 là một cái combo của cái đầu 1/4 này anh em nè. Anh em coi ha. Một combo này một phần đầu 1/4 này ha, nhỏ nè. Nhưng mà nó không có, nó bị mất cái hạt số 10 mất rồi. Nó không có hạt số 10 anh em ạ. À. Nó có từ 5 6 nè. 7 8 9 mất số 10 rồi. 11 12 13. Anh em coi ha. Đó, anh em coi nè. Rồi combo này 180 nha anh em nha. Anh em coi nè, đó. Mình bỏ cái con số 9 này đi ha. Ấn con số 9 này vô đây. Đó. Số 9 nha, mất con số 10 rồi. Anh em à. Đó, anh em coi nè. Rồi anh em xoay nhá. Đó, xoay nó qua nè. Đó, để làm những việc nhỏ trong nhà nha. Đó, anh em cứ việc dùng đi ha. Đó, anh em coi ha. Đó. Đồ này thì nó vậy thôi anh em ạ. Rồi con cái combo này 180 nha anh em nha. Nó mất hạt số 10 rồi chứ không có hạt số 10. Rồi, con này 180 nha anh em nha. Số 43 180. Số 43 180, số 44 nè, 44 là một cái cần tiếp và 1/2 nha anh em. Thương hiệu Toner. Japan. 240 nha anh em nha. Nè, tuấn kim đồng hồ nè, anh em thấy không? Rất cứng nha anh em nha. Đó. Rồi gạt qua nè. Ngược kim đồng hồ nè. Anh em thấy không? Tổng thể hai mặt nó đây nha, 240 nha anh em nha. Rồi. Số 44 đã qua tới số 45. 45 là một con Martello nè, có dấu vít nè anh em ha. Một con Martello đầu có 1/2 luôn ha. Con này 220 nha anh em nha. Con này 220. Đó, con này nó ngắn hơn, nhẹ hơn, nhẹ ký hơn. Rồi gạt qua nè anh em. Đầu 1/2 nha anh em. Da băng nè anh em ha, thép cứng. Đó, gửi đến anh em nha. Số 45. Thương hiệu Martello 220. Rồi tới 46. 46 là một cái cần tiếp. Đó, một cái cần trượt nè. Một cần trượt mà cái đầu này của nó mình là chết cha rồi, bây giờ lại không có cái thước kẹp rồi. Điện thoại sẽ kéo cái camera lại chút nữa. Chị vô trong này luôn nha, để mình lấy cây thước kẹp, nó nằm xa tay quá. Để mình đo thử là cái cây trượt này. Cái cây trượt này nó cái đầu này nè. Đầu đục giác này của nó là bao nhiêu đây? Đầu đục giác này của nó là 3/8 anh em ạ. 9 ly mấy nè. Anh em coi ha. Nó không được 1 phân. Đó, anh em coi ha. Rồi con này 160 nha anh em nha. Con trượt nè. Anh em làm nghề thì anh em nhìn với anh em biết nha. Ủng hộ mình. Những thấy hàng nó hơi cồ, nó hơi nồi đồng cố đá, mình thấy nó đẹp mình lấy mình gửi đấy anh em. Số 46 ha, 160.000 nha. Rồi. Tới số 47. 47 là một combo hai cái đuôi chuột nha. Con này là con 17 nè anh em nè. Thương hiệu Xuân Kỳ. Đó.
đang khá cứng nha em ha. Đuôi chuột nha. 21 17 nè, 17 21. Còn con này là con super nè, 14 17. Bán hai con nha, combo nha, 88 nha anh em. Đó. Mình nhà test cái con super trước là cho anh em coi nè. Thuận kim đồng hồ nè. Bật qua nè. Bật sao chưa qua được không biết nữa. À đúng rồi, đang hơi cứng. Đây. Đó. Anh em coi ha. Độ rung rung lắc của nó nè. Đó, độ rung lắc của nó nè. Đang dùng được không? Tốt quá chứ. Super mà. Thương hiệu super mà. Da băng nè. Đó. Rồi đấy nha em nha. Ngược kim đồng hồ nè. Đó, bật qua nè. Thuận kim đồng hồ nè. Cái đầu này ngắn quá. Này ngược kim đồng hồ này nha. Rồi bật qua nè. Xuôi kim đồng hồ nè. Đó. Rồi đấy nha em ha. 14, 17. Rồi con này là con 17, 21. Hai con nha anh em nha. Đó, bật qua nè. 17 21 hai con nha anh em ha, số 47 hai con 18 nha anh em nha. Hai con 18. Rồi, tiếp tục tới số 47 rồi, số 48 nè. 48 là một combo ba cái điếu nha anh em nha, điếu 13 nè. Điếu là điếu 13 nè anh em nè. Điếu là điếu 13, một điếu một miệng nè. Còn cái điếu này là điếu 12 nè, top nè. Xích top nè, điếu 12 nè. Còn điếu là điếu 19 nè. Điếu là điếu 19 nè anh em nè. Rồi ba con điếu nha. Bán ba con điếu, bán ba con điếu này 200 nha anh em nha. Rồi ba con điếu này 200. Bao anh em ủng hộ. Rồi, tiếp tục. Điện Thái sẽ chuyển camera lại chút nữa. Rồi tới cái kéo kéo mình gọi là kéo kìm cộng lực ha. Đây MCC da băng nè. Đó, anh em kiểm tra cái lưỡi nó dùng mình nè. Thẳng đét nha. Đó, size này là size 350 nha anh em nha. Size này là size 350mm nè. Đó, 350mm nè. Da băng nè. Rồi nó cắt được thép 6 ly nha anh em ha. Nó cắt được kẽm 6 ly. Mình không có 6 ly, giờ mình lấy 3 ly mình chơi đỡ đi. Ngọt nha anh em ha. Đó, anh em coi nè ha. Tại vì kéo lớn thì người ta chỉ cắt như vậy thôi anh em ha, chứ không cắt cái bụp như những kéo nhỏ. Đó anh em coi nha. Ok anh em ha. Rồi anh em coi nè. Cũng có thể là mình tăng ốc này nữa nè. Nó con ốc để mình tăng mua cho nó kín sao anh em ạ. Bây giờ mình khép rồi thì cái miệng nó hở như vậy nè. Đó. Thế là con ốc này con ốc tăng đó anh em. Ốc này tăng để cho nó kín cái miệng đó. Anh em tùy theo anh em cắt lưỡi sắc nhỏ thì anh em tăng nó vô nha. Còn anh em cắt sắt lớn thì để nó hở ra. Ok ha, con này 300 nha, số 49 này 300 nha anh em nha. Tổng thể nó đây. MCC da băng. Cán của nó cũng MCC luôn nè. Rồi, số 49 đã qua nè, số 50 nè. 50 là một con 450mm nè. Có dấu vít nè, cũng là MCC luôn nè. Anh em thấy không? Con này ngầu hơn nè. Anh em coi lưỡi nó dùng mình nè. Đó, thẳng không? Rồi mình test kìm cho anh em coi nè. Cũng lấy kéo này thôi. Lấy kẽm này thôi ha. Đó. Nhẹ nhàng nha anh em ha. Con này nó cắt được kẽm 7 ly nha anh em nha. Đó. Con ốc này cũng là con ốc tăng nha anh em nha. Con ốc tăng ra vô á. Để anh em dùng là cắt kẽm dày. Kẽm 7 ly hay là kẽm 4 ly gì đó. Anh em tăng nó vô. Thì nó sẽ sát cái miệng nó vô nha anh em nha. Đó. Anh em coi cái miệng giúp mình nha. Ok anh em nha. Rồi con này 450mm nha, 380 nha anh em nha. Kìm đang rất đẹp nè anh em nè. Rồi số 50 đã qua nha anh em nha. Rồi tới số 51. 51 cũng là một con hiêu. Một con kìm cộng lực luôn, cũng 350mm luôn nè. 300 ngàn nha anh em nha. Anh em kiểm tra miệng nó giúp mình nè. Đẹp chưa? Đó, lựa những cái kìm mà nó đang thẳng nha. Đó, cắt ngọt nha. Cắt rất là nhẹ nhàng đó anh em. Đó, gửi đây anh em ha.
anh em coi, nó cắt nó không đứt hết đâu anh em ạ, nó không cắt ngọt như cái kìm kia đâu, còn tí là đứt rồi. Đó, anh em coi nè, nó không có kín vô, kìm to như vậy nó không có kín vô, để nó cắt kẽm 6 ly anh em ạ, 7 ly, con này cắt được 7 ly luôn, con này cắt được 6 ly à, con hươu này cắt được kẽm 7 ly nha anh em nha. Rồi ok, con này 300 nha anh em nha. Uổng chưa? Hơi nứt cái cán một chút nè. Không biết làm sao để nó mình cố định nó lại để cho nó đẹp. Rồi gửi đây anh em nha. Thương hiệu Hiêu. Gia Băng. Cắt là kẽm 7 ly. Rồi con này 300 nha, số 51 300. Rồi gửi đây anh em. Rồi tới số 52. 52 là một con kìm nước nha. Một con kìm nước ngang. Nhôm này là nhôm của nó là nhôm cứng nha, nhôm alot này. Nhưng mà nó hơi xấu này, 280.000 thôi. Như anh coi cái miệng của nó này, răng của nó này. Răng nó cứng nha, thép cứng đó anh em. Thép này gọi là thép alot nha anh em ha. Nó mở ra được, nó mở ra rất là rộng nha nha. Nó mở ra được tới 7-8 phân nha anh em ạ. Để anh em xử lý những cái đi đem đi làm nó cũng gọn nữa nha anh em. Đó, anh em coi ha. Rồi ký hết nha. Để mình đo cho anh em coi cái miệng của nó mở nè. 7 phân rưỡi nha anh em. 7 phân rưỡi. Đó. Thép alot nha anh em nha. Siêu cứng nha anh em. Rồi con này 2.8 nha. Tại vì thân thép này, thân này nó cái thân này nó bị nó hơi rỗ nè anh em nè. Đó, anh em coi ha. Hai mặt của nó hơi rỗ nha anh em nha. Nên từ đó giá nó 2.8 nha anh em ha. Rồi số 52 nha, số 28 nha. Rồi, Đình Thái lại quên lấy cái miếng ván mất rồi anh em ạ. Để test mấy con kim này cho anh em coi. 28 rồi, à 52 rồi. 52 bây giờ tới số 53. Tới số 53 đấy, Đình Thái với lấy miếng ván. Rồi, ok. Đây. 200.000. 200.000 nhé, 200.000 cho một cái ghim với hai hộp ghim nhé anh em. Đó. Đó, con này nó có chữ Make in Japan nha, Make in Japan trong này nhé. Rồi Đình Thái sẽ test cho anh em coi nhé. Anh coi là mình không có nhí xuống đâu, tại vì ghim này 10 ly nên là nó không có ký, nó không có hết, xuống hết được, mình phải nhí nha, mình phải nhí giữ đầu nó như thế này nha. Thì nó mới kín, thì nó mới lút hết được mà anh em ha. Đó. Rồi, ok. Rồi đấy anh em ha. Một con ghim mắc, cộng hai hộp ghim ha, 200.000. Rồi số 53 đã qua nha. Rồi tới số 54. 54 là một cái ghim cũng mắc luôn nha. Con này đăng mới nè. Con đăng mới nè. Đó. Chà, như nó còn ghim không biết nữa. Để mình gõ thử. Đó. Mình gõ thử cho anh em coi nha. Ghim đập nha. Con này một ghim nữa ha, một ghim đập với lại hai hộp ghim nữa là 220 nha anh em nha. Ồ, chết cha rồi, nó không có ghim. Để Đình Thái lấy, chờ tí, Đình Thái sẽ bỏ ghim vô để mình test cho anh em coi. Nó dùng cùng một loại ghim luôn anh em ạ. Nè anh em coi nè, kéo ra nha. À, bỏ vô nha. Bỏ ghim vô nè. Rồi nha, anh em đẩy vô nha. Ok chưa? Rồi mình gõ nha. Mình gõ cho nhanh nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Anh em coi ha. 1 2 3 4. Đó, 2.2 nha anh em nha. Con này đăng rất mới nha anh em. Rồi. Một ghim với hai hộp ghim 220 nha anh em nha. Số 54 giúp mình. Rồi, 54 tới số 55. 55 là một cái mỏ hàng chữ nhật không anh em nè. 80W nha anh em nha. 80W. 80W, số 55 ha, 108 nha. À, nguyên zin của nó đây. Còn là đăng khá mới nè. Cái thân nhiệt này rất là tuyệt vời nha anh em ha. Rồi. Số 55 nha anh em nha, 180.000. Rồi tới số 56.
56 là một con rõ rẻ nè, cho anh em nào cần nè. Đó, 120 nha. Một con rõ rẻ 120 nè. Đang khá mới nè. Số 56, 120. Rồi số 57. Số 57 là một combo ba cái cảo, cảo F mà của cái cảo C nè, cảo C của Nhật nè. Có một con nó hơi xấu, anh em về lấy sơn xịt lại. Mình cứ muốn lấy sơn mình xịt lại, mình xịt lại cái là nó đẹp thôi. Lấy sơn đây mình xịt lại nó đẹp thôi. Nhưng mà mình không làm vậy, mình để luôn cho mình để cho nó thật luôn cho anh em. Ba con nha. Đó, size này size 75 hết anh em ha. 75 mm nè. Đó. 575 nha anh em ha. Đó, ba con nha. Ba con trăm mấy đây. Ba con 160 nha anh em nha. Ba con 160. Rồi mong anh em ủng hộ. Số 57, 58. 58 là một cái búa này. Đó, cái búa này là búa ký mốt anh em ạ. Đó, một đầu dẹp nha, một đầu bằng nè. Búa bát giác hay gì đó. Có chừng này thôi. Đó. Con này 170 nha anh em nha. Rồi con này 1.3 nè, cá cán là 1.4 nè. Số 59 nè. Thương hiệu của nó đâu? Thương hiệu của nó là PX nè. 1.3 nè. Anh em thấy không? PX nè, 1.3 nè. Búa bát giác nè. Đầu búa rất đẹp nè. Tay búa nè. Đó. Cán nó hơi ngắn chút. 1.3 nha, cả cán là 1.4. Số 59 202. Rồi, 170 202. Rồi, gửi đến anh em số 59 rồi tới số 60. 60 là một có một con cảo này, con cảo số mắt này. Nó nặng 1.7 nha, gần 1.8. À, anh em coi lấy ủng hộ được mình không? Đó, con này 300. Ngày hôm qua hôm kia gì đó mình bán một con là 350 nha. Con nó nặng có 1.5 kg thôi. Con này gần 1.8 rồi anh em. Đó, 370 nha. Nó cũng 120 nha. Nè, con này 120 300, thương hiệu Somax cho băng nè. Đó, 120 nha. Ngàm ngậm 120, dài 300. Đó, gửi đến anh em ha, thương hiệu Somax. Siêu bền. Nó là siêu bền ha, nó nồi đồng của đá nha nha anh em. Đó. Con này đang còn khá mới tại vì nó còn luôn anh em ạ. Nó vướng cái miếng giấy của mình đây. Trời ơi, nó vướng cái miếng giấy một tí mà nó khít dễ sợ. Rồi 370 nha. Số 60. 60 anh em ạ. 60 370 nha. 60 370. Thương hiệu Somax. Nặng 1.75 kg, gần 1.8 kg. Rồi, Đình Thái chuyển tới 60 rồi. 60 rồi, còn lại mấy số nữa thôi nha. Còn lại 7 số nữa. Đình Thái sẽ chuyển camera lại. Rồi, tới số 61. Gửi anh em ha. Số 61. 61 là một cái kéo nè. Là một cái kéo ha. Kéo Nhật nha. Số 61 nha anh em ha. Đình Thái sẽ test kéo cho anh em coi. Thấy không? Rồi, ok. Ngọt lắm anh em ha. Rất ngọt nha. Rồi con này 250 nha anh em nha. Nó đây. À, anh em kéo ra nha. Anh em kéo ra, nó dài được tới tổng chiều dài của nó là tới 1m2 nha anh em ơi. Khi kéo ra rồi nó dài được 1m2. 1m anh em. Oh my. Nó dài có 1m anh em ạ. À. Kéo ra nó dài được có 1m thôi. Đó, anh em xoay lại nha. Em lắc lại nè. Lắc lại như vậy ha, xoay như vậy, đút vô ha. Anh em mở lại. Anh em mở ra, bỏ ra lắc lại ha. Đó. Kéo Nhật đây. Kéo ra cái vô. Cái lỗi của nó là lỗi đây nè, anh em coi nè. Nè. Cái lỗi của nó đó. Hơi có dấu nước đây ha. Nhưng mà con tán của nó thì người ta đã tán từ đây qua đây rồi ha. Tán từ đây, tán xuyên qua đây luôn nha. Đó, nên nó còn rất cứng nha anh em à. Cứng cáp lắm chứ không có là xèo đâu nha anh em. 250 rồi nha. Cũng vì nó nứt như vậy là 250 chứ không nó 350 rồi anh em ạ. Đang là rất bé nha. Rất ngọt nha anh em ha. Rồi con số 61 250 nha. Gửi đến anh em, mong anh em ủng hộ. Rồi tới số 62 là một con tăng thùng ha. Một con tăng cáp thùng
một con đồ mà dụng cụ mà để tăng dây á, tăng dây để mà nịt thùng. Con này tính nặng tới 2,8 kg anh em ạ. Những con thường xuyên mình hay bán á, là chỉ có 1,8 kg tới 2 kg thôi, mà con này 2,8 kg luôn anh em ạ. Đó. Cắt dây thì sao nè. Đó. Còn cái này là cái gì nữa không biết nữa, nó nhiều chức năng quá. Nó nhiều chức năng quá anh em ạ. Này, cái gạt này là cái gì đây? Đó, anh em coi ha. Gạt này là cái gì đây anh em nè. Lạ lắm. Con này lạ lắm, con này nó thiết kế cầu kỳ lắm. Của hãng nào đây không biết nữa. Mà rất là nặng nha, hai nặng 2,8 kg luôn anh em ạ. Nhìn rất đẹp nha. Nồi đồng cua đá lắm anh em. Rồi, con này 408 anh em nha. Con này 408. Rồi, gửi đấy anh em, số 62. Rồi, số 62. Rồi, điện thoại sẽ chuyển camera lại chút nữa cho nó sát tới. Số 63. 63 là một con một con Kito này anh em nè. Đó, số 63 Kito 500 kg nha anh em nha. Đó, Kito 500 kg nha anh em. Đó, 500 kg đây. Ba lăng treo, mình gọi là con này là ba lăng treo nha. Đó, ba lăng gạt, ba lăng tay á, ba lăng cần gạt. Đó. Anh em coi nè. Mình vặn tay nha, mình vặn tay cái hướng này nè. Đó, nó lên này nha. Rồi, mình gạt qua nha. Rồi, xả qua nha. Xả xuống này. Đó. Đó. Anh em xả chậm được nha. Anh em có dùng để mà nâng cây cảnh gì đó thì con này là được ok ha. Đó. Năm trăm ký nha anh em nha. Kito nha anh em. Đây, mặt nó đây. 500 kg. Con này 700 nha anh em nha. Thương hiệu Kito. Rồi, xích của nó đây, đang còn khá mới đó anh em. Xích đang còn khá tốt nè anh em. 500 kg nha, thương hiệu Kito, 700 ngàn nha anh em nha. Rồi, 500 kg, Kito. Rồi tới con này là 750 kg nha anh em nha. Con này 750 kg, anh em coi nè. Đó, 850 nha anh em nha. Đó, 850. Mình thấy cho anh em coi nha. Đó. Rẹt 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 rẹt. Ba lăng xích nha. Mình gọi là ba lăng tay anh em à. Đó, anh em coi anh em coi nè. 750 kg nha anh em. Thương hiệu của nó đây nha. Toàn là chữ Nhật không anh em ạ. Không biết nó là gì mà toàn là chữ Nhật không ạ. Đó, toàn là chữ Nhật không anh em ạ. Rồi, mong anh em ủng hộ nha. 750 kg, 850 nha anh em nha. Rồi, mình gạt qua nè. Xả xuống nè. Đó. Anh nào có cẩu những cây cảnh gì đó cho gia đình đó thì 750 kg là ok nha. Tùy theo cái nhu cầu của anh em. Rồi. Đang còn rất mượt nha anh em nha. 850 nha, cho con 750 kg này nha. Rồi, ok. Rồi đấy anh em đây, nó đây. Ba lăng qua tay, ba lăng xích, tay. Đẹp chưa? Rồi, con số 64 này 850 anh em nha. Rồi, tới con số 6, tới 65. 65 là một con tăng cáp điện nha anh em nha. Một con tăng cáp điện mà những dòng này thì anh em cần nhiều nè. Cái con này thì nó có một cái ngàm cốc nha. Đó, ngàm cốc nè, ngàm cốc là ngàm từ 4 cho tới 2 nha. Từ 4 cho tới 20 mm nè. Đó, anh em coi nha. Đó. Còn thương hiệu của nó là đây nè ha. Đó. Mặt đồng trên, mặt đồng dưới luôn nha. Đó. Còn cái này á, là cái ngàm để nó bấu vô trong cái vật gì đó mà anh em muốn tăng nha. Rồi, Điện Thái sẽ quay cho anh em coi nè ha. Xả ra nha. Rồi, Điện Thái sẽ quay xả xuống nè. Cho nó chạy xuống nha. Thank you.
Rồi, ok nha. Mình sẽ quay lên rồi nha. Quay lên rồi nha. Ok này. Chạy lên nè. Đó. Đó, chạy lên nha. Ok nha. Đó, con này 1.150.000 nha anh nha. Đó, 1.050.000 nha anh em ạ. Số 65 1.050.000. Gửi đây anh em ha. Con này nặng 5,5 kg nha. Đó. Nhìn rất mướt mà rất mới nha anh em ạ. Nhông xinh của nó này. Khiếp lắm. Rồi con này 1.050.000. Rồi số 65 đã qua nha. Số 66 là một con tăng cáp ha. 450.000 nha anh em ha. Những dòng là dòng 600 kg nha anh em. Đó, đang khá mới nè anh em. Đó, lựa những con mà đang khá mới về mình lấy nha. Rồi, rồi mong anh em ủng hộ nè. Xích tăng nè anh em, ngôi sao này chữ nhật không nè. Đó, 600 kg nha anh em nha, 450.000. Đó. Anh em coi từng cái móc của nó nè. Móc của nó nè, dây của nó nè. Đó, anh em coi nè. Nhìn nó mượt mượt mà nha. Rồi 450.000 nha, mong anh em ủng hộ nè. Rồi, số 66 đã qua. Rồi cuối cùng là số 67. Số 67 đặc biệt của ngày hôm nay là vì có những anh em hỏi nhiều mà rồi vừa những ngày vừa qua thì ra bãi thấy được nên là mình cũng lấy về luôn để mình đăng mình gửi luôn cho anh em. Vì có nhiều anh đang còn cần những con máy mài này ha. Máy mài mà nó có điều tốc nè. Nó có điều tốc nè anh em thấy không? Thương hiệu này là thương hiệu Tokyo Senko nha. Made in China. Điện 100V nha. 560W. À, Tokyo Senko này anh em ạ. Anh em thấy không? Made in China. Đang thấy khá mới mình lấy nè. Thương hiệu của Nhật nha, Tokyo Senko. Điện nhờ Thái sẽ gửi mình bật lên cho anh em coi nha. Đang còn mới khá mới nè anh em ạ. 500 nha anh em nha. Số 67 500.000. Đó. Dùng nó sướng lắm anh em. Dùng nó để mà mình cắt gì cũng được. Mình chà nhám rồi mình đánh bóng hay là mình làm gì tùy theo cái tốc của nó mà mình điều chỉnh nha. Giảm xuống nè, về số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè, số 4 nè, số 5 nè, maximum nó là số 6 anh em ha. Đó. Hàng nó đang khá mới anh em nha. Anh em mài dao hay là làm quay gì đó thì anh em chỉ cần đi số nhẹ nha. Để cửa số 3, số 4 là cái tua nó chậm đi ha. Anh em mài làm việc nhỏ. Đó, Tokyo Senko nha, Made in China nha. Hàng của Nhật nhưng mà thương hiệu của Nhật mà sản xuất ở Trung Quốc. Rồi 500 anh em nha. Mong là anh em ủng hộ những con này có một cái để mình làm việc nhà. Mà mình dùng nó rồi là mình thích lắm. Vì mình cái nhu cầu của mình cần cắt sắt thì mình tăng lên số 6, còn không thì mình làm những việc nhỏ thì cứ số 2, số 3, số 4 thôi. Rồi Điện Thái gửi đến anh em ha. Con số 67 này 500.000 là con số cuối cùng. Và Điện Thái sẽ để đăng để quay lại tiếp cho anh em coi ha. Những con ba lăng này ha, những con ba lăng xích nè, Kito nè. Rồi mong rằng là trong năm mới này thì trong năm cũ này thì anh em chưa có nhu cầu thì sang năm là có nhiều công việc anh em ủng hộ sau. Rồi mình sẽ để đây ha. Số 40 và 41 nè. Con 1 tấn này thì là 1.650.000 nè. Con 500 kg là 1.200.000. Rồi gửi đến anh em những cái dụng cụ đó, mong anh em được ủng hộ. Còn lại hai con này nè, hai con này cũng là con tăng cấp điện nè, mà dây của nó ngậm của nó là dây ngậm 120 nè, 12 mm thôi anh em đó. Đó. Con này Điện Thái bán 650.000 nha. Còn con nhỏ này là bán 550.000 nha. Giảm xuống 50.000 thì ship nè. Đó, anh em coi được không ha? Rồi con này 550.000 nha, số 38 này 550.000. Đang còn khá mượt mà nha anh em. Còn con này là 650.000 nha anh em nha. Con này 650.000 nha. Rồi. Điện Thái bỏ qua đó, một con 550.000, một con 650.000, giảm xuống 50.000 một con. Rồi Điện Thái sẽ quay lại cái mớ bố tạ để rồi anh nào đó trong năm cũ này thì không làm việc nhưng mà qua năm mới thì biết đâu là cần những công việc mới thì cần tới nó. 5,5 kg, 4,5 kg, 3,6 kg, 1,3 kg và những con rõ rẻ nữa. 350.000 một con. Con vàng thì 300 mà con xanh thì 350.000. Con vàng nó cũ hơn tí, nhìn nó cũ hơn tí. Đó, còn búa thì là 550.000 một ký. 550.000 một cái. Cái búa 5,5 kg.
còn búa 4 ký rưỡi là 500, còn búa 3 ký rưỡi là 400. Rồi mình thông báo như vậy để cho anh em tiện theo dõi hơn ha. Rồi Điền Thái không quên cầu chúc sức khỏe và một năm mới an lành cho gia đình cũng như nhiều sự thành công cho gia đình. Rồi Điền Thái xin chào, hẹn gặp lại tối nay để rồi mình cùng nhau trò chuyện một đôi rồi để chào tạm biệt năm cũ nha anh em nha. Rồi Điền Thái xin cảm ơn và chào tạm biệt mọi người. Đây là cái số điện thoại của mình. Và mình sẽ để lại những cái comment ở trên nữa. Đó, những cái comment ở trên cái clip của mình luôn. Để số luôn cho anh em để anh em tiện theo dõi. Điền Thái xin cảm ơn và chào tạm biệt.